Đây là bảo tàng. Đây là bản đồ Việt Nam, biển Thái Bình Dương, biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa. À, đây là biển Đông của Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa. Ở biển Đông thì có các quốc gia liên quan như Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, Indonesia và các nước trong có Hải Nam nằm ở trong cái khuôn viên vịnh Bắc Bộ. Kế bên thì cái vịnh Thái Lan có Campuchia và Thái Lan. Wow. Để đến được từ Taiwan, Đài Loan mà đi qua như qua Malaysia thì phải đi qua biển Đông và phải đi qua Việt Nam, cũng như từ Indonesia mà Singapore đi qua Đài Loan, đi qua Nhật Bản thì đều phải đi qua biển Đông của Việt Nam. Cho nên Việt Nam nằm ở vị trí rất là quan trọng, rất chiến lược. Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển, và những trên những bản đồ chúng ta nhìn rất rõ. Và sau Indonesia thì có Đông Timor và có các quốc gia khác. Và các nhóm ngôn ngữ ở Việt Nam thì có những cái nhóm ngôn ngữ như sau. Đây là hệ ngữ đảo Nam thì gồm có người Chăm, đảo Nam miền núi, hệ ngữ người Thái, hệ ngữ Nam Á thì có người Việt, và người Thái thì có Tày Thái và Đa Cai, cũng như là hệ ngữ Hơ Mông Giao và hệ ngữ coi như Hán Tạng thì có người Hán, và hệ ngữ Papua thì có người Tạng Miến, cũng như hệ ngữ Môn Khmer ở miền núi. Và đây là cái biển Đông, cũng như là đất nước Việt Nam giải hình chữ S. Thì như trên bản đồ ta nhìn thấy vịnh Bắc Bộ này. Đó, vịnh Bắc Bộ đây. Phóng to ra cho các bạn nhìn thấy, đây là vịnh Bắc Bộ. Và đây là coi như đồng bằng sông Hồng. Từ Lai Châu, từ Hà Giang, từ Cao Bằng, từ Lạng Sơn. Đó. Và ta ra mạnh bên nào cũng như xuống cái miền Trung Việt Nam thì ta có cái Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Và giáp danh với coi như chúng ta là Campuchia ở phía Nam, thì giáp danh từ coi như Kon Tum, từ Gia Lai, từ Đắk Lắk, từ Đắk Nông, từ Bình Phước, từ Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và đến Phú Quốc của vịnh Thái Lan. Và trên cái bản đồ Việt Nam này thì chúng ta có là Trường Sa. Trường Sa nằm từ coi như là trên cái bản đồ thì Trường Sa, những quần đảo Trường Sa nó song song với từ Khánh Hòa, Phú Yên đi ra. Và trên đó là có Côn Đảo, có đảo Phú Quý. Và song song với Hoàng Sa thì của chúng ta là song song với Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ Quảng Nam, Đà Nẵng chúng ta ra Hoàng Sa rất là gần. Đấy, rất là chi tiết cho bạn nhìn thấy. Đây là Hoàng Sa của Việt Nam. Đấy. Và từ Cù Lao Chàm ra Hoàng Sa thì rất là ngắn. Đấy, từ Cù Lao Chàm của Quảng Ngãi. Đấy. Và đảo Cồn Cỏ thì nó ở từ Quảng Trị đi ra. Đấy. Và đây là tổng thể của cái bản đồ Việt Nam. Và trên đây là tôi đã giới thiệu sơ bộ về cái đất nước Việt Nam, về cái biển Đông, về vịnh Thái Lan. Và Việt Nam chúng ta nằm ở trên vị trí chiến lược quan trọng. Muốn đi Thái Lan phải đi qua Việt Nam, muốn đi Indonesia đều phải qua biển Đông, qua Việt Nam. Còn đi Taiwan hay là Japan, Nhật Bản và Đài Loan cũng đều phải đi qua vịnh Bắc Bộ. Nên Việt Nam ở vị trí coi như chiến lược của cái biển Đông này. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đi tiếp. Và đây là hình ảnh của những cái dân tộc Việt Nam. Đây là những dân tộc Việt Nam thì có những cái đình chùa lễ hội và văn minh trồng lúa nước, và văn minh ở các dòng sông, hội nàng Việt ở Bắc Ninh, cũng như Việt Nam ở Nam Định năm 90, cũng như Việt Nam ở Hà Nam năm 90.
đây là những cái nàng chài, những kéo vó và những cái phơi lúa ở đồng bằng sông Hồng. Và đây là bản đồ Việt Nam thu nhỏ. Và đây là những lễ hội của người Việt. À, Bắc Ninh. Tiếp tục, đây là dụng cụ đo tiền ngày xưa. Chúng ta nhìn thấy những sâu tiền cổ có những cái nỗ để mà dùng những cái sợi dây để mà sâu tiền lại, và những cái thước đo tiền cổ đây. Wow. Có thước đo nợ, thước đo đồ cổ. Và đây là sắc phong niên hiệu Khải Định năm 1924. Đây là những cái sắc phong còn giữ lại được. Và đây là kèn dùng trong lễ nhạc cũng như hộp đựng trầu, khảm xà cừ. Đây một chiếc kèn, các bạn, như bạn thấy, dùng trong các lễ hội, trong cái đám lễ, đám ma. Và cái hộp đựng trầu có chạm khắc xà cừ rất là tinh xảo. Đây là những cái kèn đây. Tiếp đến, ở đây là ông địa. ông địa thể hiện sự coi như này, ông địa của người Việt. Và đây là chiếc nơm, cái đó của đồng bằng Bắc Bộ để bắt tôm, bắt cua, bắt cá, nó gọi là cái nơm, cái đó, cái nờ. Ở đây là một cái xe chở đó, chở nơm, chở nờ mà ngày xưa những người dân Việt Nam chở để đi bán. Có những cái nơm thì có những nơm cái, nơm con, có những cái nơm to coi như là những cái nơm nhỏ. Cái nơm thì coi như là nơm ở chỗ cái ruộng sâu, cái ruộng cạn. Và đây là những cái giỏ để đựng cá, đựng tôm. Đây, tôi quay sát cho bạn nhìn thấy. Đây là cái giỏ. Và chuyện cô tấm kém thì đây, cái giỏ đây để cô tấm, cô đựng con cá bống. Và đây cái nơm. Đấy. Và có những cái nơm cái và cái nơm con. Cái to người ta gọi là nơm cái và những bé gọi là nơm con. Và có những cái giỏ như giỏ cá rô. Giọ ca rô, chúng ta đang nhìn thấy, đây là những cái giọ ca rô. Giọ ca rô. Đây là chữ cái N, gọi là cái N để đưa đơm tôm. Các bạn nhìn thấy rất rõ đây cái N. Đấy. Và đây là một chiếc xe chở đó. Ở đây ông Phạm Ngọc Uy, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên đã dùng chiếc xe đạp này để đi bán nhiều nơi ở vùng đồng bằng miền Bắc từ năm 1982 đến 1997. Chiếc xe đạp xếp hơn trong chiếc đó và nờ là những bộ phận chưa nắp ráp. Và đây là hình ảnh thực tế, hình ảnh mà của một người
đàn ông đi bán nơm bán gió đó. Và cái này là được ghi hình lại vào năm 1997, tác giả tên là Việt ở Hải Dương. Và tiếp đây chúng ta sẽ đi đến một cái mô hình một người phụ nữ miền Bắc Bộ và đương đan nón lá. Và đây là nguyên liệu để đan được những cái nón lá này. Từ những lá cọ, từ những sợi chỉ và từ những cái sợi nan của tre, các mẹ, các chị làm ra những chiếc nón lá. Và đây, nghề nón nàng chuông. Nàng chuông ở huyện Thanh Oai, Hà Nội nổi tiếng về nghề làm nón. Cách đây vài thế kỷ, nón nàng chuông nước tiếng ở Thăng Long, cả một vùng trung du và đồng bằng miền Bắc. Chợ chuông họp dưới gốc cây đa đầu nàng vào ngày mùng 4 và mùng 10 hàng tháng là nơi bán nón và nguyên liệu làm nón. Mo, nang được đưa về từ Yên Bái, dây móc lấy từ Hòa Bình, Phú Thọ, lá nụi trở ra từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, nàng nựa cung cấp khuôn, nàng tràng xuân vớt vòng, nàng dầu tế đưa sợi guột tới, lá nụi nón lá phơi 2-3 nắng sẽ ngả từ màu xanh sang màu trắng, được rải trên nền đất cho mềm rồi sẽ rẽ cho rộng bản, sau đó được đặt lên lưỡi cày đã nung nóng để nà cho phẳng, vòng nón được chốt tròn đều đặn, chỗ nối cuối cùng không có vết gợn. Sau khi lá đã đặt lên lớp vành trên khuôn, việc cuối cùng là thắt và khâu sợi móc nen theo mũi kim qua 16 lớp vòng bằng cật tre, khâu nón xong đem hơi trên hơi diêm sinh cho nón trắng thêm và tránh bị mốc. Đây những nguyên liệu để làm ra chiếc nón lá nàng chuông nổi tiếng. Các chị, các mẹ, các em thường đội chiếc nón lá này để đi làm cũng như đi chợ. Và đây là hình ảnh người phụ nữ ngồi đan nón. Và đây là chiếc những nón lá đã thành phẩm. Ngoài nón lá còn có những nón coi như quay theo, nón quan họ. Và đây là hình ảnh về cái chợ nón nàng chuông và những cái chị, những mẹ, những dì coi như bán nón. Và những chiếc nón được thêu rất là công phu, được khâu rất là tinh xảo. Và trong hình là hình ảnh những người đàn ông đó, đi coi như là xe thồ để chở nón đi bán, và những người đàn ông đương đi chợ để có bán nón, những người phụ nữ coi như đương mua bán trả giá. Và đây cũng là những cái ngôi đình của cái vùng đồng bằng sông Hồng, đình nàng. Đây là tư liệu của Bảo tàng Dân tộc Việt Nam thực hiện.